Chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình Phù Thủy Chỉ Số. Hãy cùng xem câu hỏi của chúng ta hôm nay là gì nhé. Tết đến xuân về, sắp sang năm con trâu, nên hôm nay tôi sẽ chọn một câu hỏi liên quan đến con trâu. Có một anh đã gửi câu hỏi cho tôi như thế này ạ. Tôi có một ông bạn thân 20 năm vay một cặp trâu. Tính đến giờ năm Tý sắp qua, vậy là vay tôi gần một năm rồi. Thế mà vẫn chưa thấy trả lại cho tôi. Thế thì có đáng lo không ạ, Phù Thủy? Gần một năm à? Trả nợ à? Chỉ một phút thôi. Trước tiên thì tôi xin chúc mừng bạn vì là bạn đã có cái mối tình thân giao 20 năm với một người bạn thân. Nhưng mà tôi cũng xin chia buồn rằng là cái khoản nợ một cặp trâu của bạn ấy, trong ngành ngân hàng ấy thì người ta gọi thế là cái nhóm nợ số 4, tức là nợ đáng nghi ngờ. Nợ nhóm 4 ấy, hay còn gọi là nợ nghi ngờ mất vốn, nợ quá hạn từ 181 ngày cho đến 360 ngày. Và tôi cũng xin chia buồn thêm với bạn là trong ngành ngân hàng ấy thì người ta chia nợ thành 5 nhóm. Và cái nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 ấy, thì được coi là nợ xấu. Thế thì ba nhóm nợ xấu đấy thì người ta phân chia như thế nào? Trong ngân hàng ấy thì người ta chia cái nhóm nợ xấu cao nhất, cái nhóm nợ xấu mà có khả năng mất vốn cao nhất thì gọi là nhóm nợ xấu số 5, là quá hạn trên 360 ngày thì người ta gọi là nợ có khả năng mất vốn. Nhóm nợ xấu tiếp theo thì là nhóm nợ xấu số 4 ấy, như tôi vừa mới giải thích ấy, thì nhóm nợ xấu mà có nghi ngờ có khả năng mất vốn ấy, quá hạn từ 161 ngày đến 360 ngày. Đấy, còn cái nhóm nợ xấu số 3 thì là cái nhóm nợ xấu mà người ta gọi là nợ dưới tiêu chuẩn thì sẽ là quá hạn từ 91 ngày cho đến 180 ngày. Ngoài ba cái nhóm nợ xấu này ra thì trong ngân hàng còn có hai cái nhóm nợ nữa. Thì nhóm nợ xấu số 2 ấy, được gọi là nhóm nợ cần phải chú ý, thì nó sẽ là nợ quá hạn từ 10 cho đến 90 ngày. Nhóm 1 ấy, thì người ta gọi là nhóm nợ đủ tiêu chuẩn, và nhóm nợ này thì là nhóm nợ quá hạn dưới 10 ngày. Nợ xấu trong ngân hàng ấy thì phản ánh cái chất lượng tài sản của ngân hàng, cho nên là nếu mà cái nợ xấu trong ngân hàng càng cao thì chứng tỏ là cái chất lượng tài sản của ngân hàng đang ở đi xuống. Và trong ngân hàng thì người ta có một cái tỷ lệ để đo lường cái chất lượng tài sản đấy, thì nó gọi là cái tỷ lệ nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu ấy, hay còn gọi là NPL, còn trong tiếng Việt ấy thì chúng ta gọi nó là NPL. Cách tính tỷ lệ nợ xấu như thế nào thì các bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin về nợ xấu ở trong thuyết minh báo cáo tài chính, mục số 8, mục cho vay khách hàng ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng có nhóm nợ 1 này, 2, 3, 4, 5 này. Và các bạn cộng 3 cái nhóm nợ 3, 4, 5 và chia cho cái tổng cho vay khách hàng thì các bạn sẽ có được tỷ lệ nợ xấu. Sau khi tính ra được cái tỷ lệ nợ xấu đấy ấy, thì nếu mà nó tăng theo thời gian thì chứng tỏ là cái chất lượng tài sản của ngân hàng đang đi xuống. Thế nhưng mà nó cao hay thấp ấy, thì sẽ phải so sánh với trung bình ngành và so sánh với các ngân hàng khác. Và nếu mà ngân hàng có nợ xấu nằm trong ba cái nhóm 3, 4, 5 đấy thì theo yêu cầu của ngân hàng nhà nước thì ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng cho những cái số tiền nợ xấu đó. Nhưng mà trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ không nói về cái tỷ lệ trích lập dự phòng đấy, và chúng ta sẽ giới thiệu về cái tỷ lệ trích lập dự phòng đấy trong một số khác của Phù Thủy Chỉ Số nha các bạn. Quay lại câu hỏi của anh có cặp trâu cho mượn, thì tôi hy vọng rằng là cái khoản nợ đáng nghi ngờ hiện tại của anh thì nó sẽ không chuyển thành cái nhóm nợ số 5, tức là cái nhóm nợ có khả năng mất vốn. Chúc anh sẽ sớm đòi lại được cặp trâu và giữ được tình bạn của mình cho đến hết năm trâu và những năm sau đó nữa. Và những bạn khán giả khác, nếu các bạn có câu hỏi nào thì hãy comment và đừng quên like và subscribe cho Phù Thủy Chỉ Số nha các bạn.